Ok, xin chào anh em nha, mình đã trở lại ở đây. Hôm nay mình sẽ chơi chế độ sinh tồn trong truy kích. Bắt được phát cho tem à? Không mà chứ. Mẹ phòng chưa tem không vậy, cứ vậy. Thôi gặp ngay phòng chưa tem anh em ơi. Để kiếm phòng khác thôi. Ơi địt mà. Không ổn à. Không ổn phòng toàn chưa tem mà không ổn rồi. Có 1-1 thì không được, tại vì tụi nó toàn chơi team không, mình rất khó để chơi. Ai ra đi 7-7-7-7 không? Ai phô bán? Ok, cố gắng anh em ơi. Để lâu rồi mình không chơi chế độ này. Giờ chế độ này toàn chơi team không à? Nên nhiều người không hết lắm. Hãy ném mà cái chế độ này là một chế độ 100 người á, xin tụi mà chơi 100 người á, chơi tem 4, tem 3 thì được. Lúc đấy thì mình sẽ không nói gì cả, nhưng mà đủ đơn. Ít ra admin, ít ra phải chế, không ít ra hàng tàu khứa nó phải chế map này làm sao mà trong phòng ít nhất là 100 người chơi chơi á. Chơi tem quá nhiều này, chơi tem quá nhiều này hả? Không phải chơi tem thì còn đỡ, hoặc là cái map này là phải là 100 người á thì ra sẽ còn cơ hội cho anh em chơi á. Là xuống dưới trước. Ở dưới thì phòng tuyệt vời hơn nên mình sẽ xuống dưới mình lượm. Mới vào lượm được khẩu súng lục rồi. Hay là có điều vui rồi. Phòng nhiều. Phòng 45. Em chưa nghĩ là full đoàn tuyển à? Đoàn tuyển à? Thử vô coi là biết đâu vô được sao. Các bạn là tỉnh thế nhỉ? Phòng 45 full rồi à? 45 phút rồi thôi. Có lại em nữa. Ui giời, lượng được Viper à? Tuyệt vời thế. Viper có cỡ. Có điều khỏi nổ, chúng ta vẫn chưa có một khẩu súng để bán rồi. Lộc. Có lộc rồi nhưng chưa có súng. Quá yếu. Ôi giời, sao toàn là lộc không nhỉ? Nghe hết. Ui. Lắc qua lắc lại con chuột muốn điên luôn. Mình sẽ phải kiếm chỗ để bán đồ thôi. Bắn bộ nó bắn nhau số xả quá. Mua đỡ khỏi đời trước vậy. Được rồi. Giờ chúng ta đã có một khẩu súng để bán rồi. Được rồi. Nào súng rồi, cho tao một tí. Tí súng nào. Ồ, một bốn là một là tuyệt vời thế. Rắc. Úi dồi. À, Syra nó sẽ cho mình chơi khẩu 1-4-1. Mà thì không hết cầm một rắc timer lắm. Lý do. Mình còn nữa đấy bạn ạ. Mình còn súng là mình còn bắn được.
Cứ nhắm vào đầu ấy, vào đầu tốt nhất. Bắn sao bắn cho chúng ta cũng phải tiết kiệm đạn thôi. Đạn là có giới hạn. Ui, bộ AK rồi. Nó chừng nào mà khổ FM cầu của mình mà hết đạn cái là mình phải chuyển qua shotgun mình bắn liền. Không còn đạn đâu mà bắn. Trận này toàn lượng văn đạn rồi BK mà không có bắn, không có súng. Không có súng rồi BK. Đảo shit, ban tom FVIP. Rồi, lần được ban tom FVIP rồi, tuyệt vời quá. Cái này chỉ sinh lý thôi, trong này bắn không có. Cần gì bắn sinh lý? Tuyệt vời, khi tôi lượm được Phantom FVIP, tôi phải tận dụng nó. Đấy, giờ có khẩu này à. Mình không cho các bạn làm cái điều đó nhanh vậy đâu. Tử trận chứ không phải hồi sinh. Chà, hai nên chơi hàm, hai nên chơi hàm rồi. Ấy à, mình tưởng chơi tem chứ, nên chơi tưởng chơi tem nữa thôi. Kiếm cái băng đạn snit nào mà tìm chắc điên lắm. Lý do có biết đâu mà tìm. Ơ có tìm họ có nhìn họ có thấy y nào mà lượm được khẩu, có khi nào mà lượm được cái bạn là sniper đâu. Được 30 viên rồi. 45 trên 30 bán đỡ vậy. Họ cũng nhiều lắm chứ bộ. Chà. Đấy, mình có thể mua mấy cái này mình bán. Mà chúng ta phải cẩn thận đề phòng nó móc lốp cái là sát phim. Phim nó sát phim rồi. Một bên năm kìa, phải hết bự. Ui, Dragon FVIP. Rồi, xong trận này rồi. Nát, nát trận này rồi. Trận này có Dragon FVIP là hơi nát rồi đó. Làm ơn cho bạn đại snip đi. Cho bạn đại snip đi. Chưa có bạn đạn sơn nếp à? Ôi mù bà. Tuyệt vời. AWS là không? Không cần. Anh hành sắp bằng lời nghe ông từ. Đấy, Fury đang làm mưa làm gió trong chế độ này đấy. Đấy, Fury ạ. À, quên trong đời chứ. Đó, có tím ban tôm rồi, chắc mình nghĩ ăn được 13 mà. Mình nghĩ là trên lầu. Mình hỗ trợ 16 mà. 16 cái hỗ trợ. Nổi nổi bật nhất luôn. Mình nghĩ là trên trên lầu. Nếu mà đã trên lầu vậy thì chúng ta cũng nên xuống dưới tầng hầm chúng ta chơi thôi. Và vẫn hay gặp thằng thứ hai hát cho tư chạy sách quần chạy kịp. Rồi, đạn thì nhiều lắm. Mua đỡ cái giáp hai mặt đã. Nó ở trên ban đạn MG của mình nó nhiều lắm rồi. Nó nhiều vô số kể luôn đó. Không không biết nên diễn tả chữ nào trên nhiều lắm rồi.
Cái má ơi, chính xác gì mà lắm thế. Chưa lắm đây. Là ok, lấy này là nghịch. Rồi. Lấy cái drone. Lấy tua giáp ba nhiều vãi shit. RBK chưa thấy mập mũi đâu mà thấy đạn nhiều vô số cố rồi á. Nghe nghe tiếng Dragon Evip rồi. Mình nghe thấy tiếng Dragon Evip rồi. Có đứa cầm RBK à? Mình cảm nhận là đầu của mình nó muốn nát rồi á. Chạy hầm hơi khó ấy. Sao cái thùng gỗ mấy tư đục 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 tư đục tư đục tư đục 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 em bắn nổ đĩa bay là kêu tư liền nha má mũ bay nữa sao trời nó lắm mũ ba về. Cứ chạy vô hầm thôi. Hầm là hầm vui chứ đã. Hầm B có chưa? Trời ơi. Bởi mà mình muốn hỏa luôn anh em ạ. Còn một thằng hay hai thằng vậy? Núp sau cửa hầm A, vào cửa hầm A. Núp góc. Má, mình muốn đập tim luôn á, mình muốn đập má pha đấy luôn á. Không ngờ mình pha đấy mình lại sống được pha đấy nữa. Nó cầm tới Dragon F VIP đấy. Ờ, thấy không? Để ốc nãy mà. Để ốc nãy có bê á. Mà rất là phê anh em ạ. Lúc đấy mà mình tưởng mình die rồi. Tiền rất là nhiều. Nó họ tiền trận này mình rất là nhiều. Trăm bê không? Nó họ tiền trong trận này trong mình rất là nhiều vô số kể. Giờ mình chưa nạp đạn. Hầm B1. Rồi Rebecca bằng bằng đạn của khẩu Rebecca em biết rồi. Bắn đó. Hư cấu. Chạy đâu rồi bắn đạn cũng nhiều lắm. Mình có thêm cái uy lực của khẩu rồi, khẩu uy lực nữa, bắn rất là sự. Mình đảm bảo luôn, không còn gì mà nó không đảm bảo nữa. Có cái uy lực tuyệt vời lắm. Tụi nó bắn nhau ghê lắm á. Mình cũng không thể lao lên được. Một bên nam kìa. Trong hầm tôi cẩn thận. Nó dí đâu. Bắn nhau rồi. Nó dí đâu, chết đâu rồi. Nổ rồi, trong hầm á, đứng trong hầm á. Cố lên nào. Còn ba thôi, trận này mình top 1, top 2, top 3 pha nhau. Nhưng một trong hai thằng, chỉ còn một thằng, một trong hai thằng, ba thằng chết thôi là được rồi. Mình thì nước trong hầm, kia thì không biết đang chỗ nào, nó cầm ở B5. Nào ban tôm giờ mình nạp đạn rồi, điện cũng nhiều lắm. Sợ đạn không đủ thôi. B1 dọc B2. Dọc B2 thầm B1 kìa. Pha là pha căng thẳng nhất của năm anh em ạ. Xin đảm bảo pha là pha căng thẳng nhất. Hầm đi, hầm không có ai hết. Đi mà nó ở nhà là bắn chết tôi rồi. Đụng chặn nhau rồi. Đi ra nhà bắn chết tôi rồi, dọc B2. Ở dưới nhà thì sinh 1.
hy vọng vòng thu về ngay chỗ mình đi. Bạn bấm F2 có kịp đâu. Phòng mình là chỗ trung tâm luôn đó. Rồi. Nó vào nhà là bắn chết người đang bay mà. Rồi, có chỗ gì bán đùm la lê nào. Quyết chiến, trận này bắt đầu quyết chiến rồi. Một chân chính làm viên bắn. No, hết mình, giật hết mình. Ok, làm sao? Top 2 được rồi. À, pha đấy nó làm mình giật mình quá. Ok, mình sẽ dừng clip tại đây thôi nha. Cảm ơn anh em đã coi và nhấn like subscribe cho mình nha. Nhớ ủng hộ kênh của mình nha anh em. Xin chào và gặp lại.